Hai sẽ là đệ nhất sầu riêng tại Sài Gòn nha cô chú. Năm 2000 mùa năm 2023. Mùa đó 384.000. 284 nha, cô nha. Thường hay là xin lỗi là thường hay phải phạt lắm. Vào 3 ra 7. Dạ. Nhớ là bỏ hộp nhỏ rồi á. Quá ngon. Bác bà chủ lại luôn. Bác bà chị, bác bà khách nó lại. Anh hay là ai sẽ là đệ nhất sầu riêng tại Sài Gòn? Dạ hả? Dạ này là 284. Đúng rồi, để sống hả? Là đem về nguyên trái hả? Đem về nguyên trái. Đem về hả? Dạ được. Của chú là 390. Cho số tài khoản. 601. 601 em ơi. Đó, Thanh ôm trái sầu riêng như là dạ trời tạnh rồi cô chú đèn sầu riêng nha, này vừa cái mát quá sướng thiệt quá đã luôn á, vừa nắng không nội ơi, ngồi ở trong công ty mà máy lạnh mà còn nóng nè. Tiếp tục. Hai ký rưỡi, ba lấy năm. Vui không anh trai? Vui luôn, vui luôn. Thầu riêng kìa. Đơn hàng, đơn Shopee, hàng. Đơn hàng, Shopee. Anh, Thanh lét lét nghe là sao Thanh? Rung rung hả? Đã lại vị trí á, nó rồi ra vị trí á, đã lại cho nó tốt rồi. Quá ngon. Quá đẹp. Hello em. Trời ơi, nhiều muối vậy? Ờ. Muối to chứ, như chú heo con á chứ. Vỏ mỏng quá. Vỏ mỏng quá hả? Có 305 mà cái này chắc ký mấy ruột á. Gần ký chứ không tới 1 ký. 9 lạng 7. 9 lạng hả? 9 lạng 7. 9 lạng 7. Dạ khách đang tới để mua sầu riêng. Sầu riêng đã có mặt sốt. 50k, 50k. Chào anh. Trời ơi. Anh Việt Kiều lại tới. Dạ, không có. Hả? 5 ký sầu ruột đây à? Đi Hà Nội hả? Lần này là lần thứ 3 rồi, nó là 3. Anh gặp quà gì? Nhưng mà không thể đi 2 lần hả? Lần thứ 3 mới được có sầu riêng 40.000. 141. Cái này mua sẵn luôn rồi, chứ về mở ăn thôi. Dạ hả? Dạ. 5 trái sầu riêng 50k đó cô chú. Anh Thanh bữa nay ôm sầu. Trời ơi, có ngàn cái đâu đâu.
Đó, anh tới mấy lần rồi đó. Trời ơi. Dạ có. Dạ, số điện thoại hả? Thanh đưa cặp với giết Thanh. Ồ, cái gì vậy? Sao vậy? Anh Hà thì chuông bán cho anh vô, anh thử sầu riêng anh Hà. 289 ngàn. Trái nào lớn hơn, tí hơn? Ờ, trái nào lớn hơn không? À. Anh trai từ Mỹ về đó, ăn sầu riêng mấy lần rồi đó. Ủa à, anh ở gần đây không? Quận Nhất hả? Dạ. Sầu Thái này ngon lắm á. Đấy, em tới đây ăn sầu Thái hả? Sầu Thái nhiều ký vậy anh? 140 anh. 140 ngàn hả bạn? Dạ đúng rồi. Anh đùn tài quá. Ừ. Nghe thanh mặc bộ đồ tông chỉ tông luôn á, nhưng mà vui. Hôm nay được chín nhân vật nổi tiếng trên dưỡng trước. Dạ. Cắt sầu riêng cho. Trời ơi. Vậy như nào đi anh trai? Đi xa thứ ba. Đi qua đi à? Dạ. Thứ ba có đi có mang gì bản không? Ờ đủ mang được. Được, đi Mỹ đúng không? Ờ. Mang được. Chú ơi, nhưng mà không dám. Nhưng mà trong Facebook có nhiều người bạn hỏi rồi. Dạ. Không mua đâu. Dạ mang được anh, tại vì em cũng có nhiều người khách Mỹ về đây mua mang gì đó được mà. Em hút chân không, lấy hột ra. Lấy hột ra. Nếu mà lấy hột ra thì cái đồ tươi nó vẫn còn không ta? Về bên đó còn anh. Còn hả? Khách gì bệnh? Sợ gì đó. Về bên đó là tới mấy ngày, là 2 ngày đúng không anh? Đi 2 ngày phải không? Hay là 1 ngày? 1 ngày. Đi 1 ngày anh. 1 ngày thì được. 1 ngày thì được. Dạ. Mỹ nó sợ gì ta? Không, không kêu bằng ngoại lai hiểu không? À. Cây con này là ngoại lai mà người ta không biết. Nó kèm theo vỏ sầu riêng rồi nè, nên là người ta đâu có chịu. Đặc biệt là cái hạt. Cái hạt ngoại lai nên đem về. Ủa không? Bên Mỹ có trồng sầu riêng không anh ơi? Không trồng thấy à? Anh không thấy hả? Dạ. Anh thấy, em thấy có mang gì Hawaii gì đó mà bà con người Việt của mình đó có dừa mà chỗ chú Việt Thảo rồi đó là thường hay review á. Chắc ở đó là em nghĩ là có sầu riêng, nhưng mà ngoài đó là kêu ra ngoài đó là ăn ở ngoài đó thôi, không được vô, không đem vô nước Mỹ. Dạ. Cái gì thay chứ hả? Sâu sâu hả? Con sâu quá hả? Bên bang Hawaii đó là người Việt mình nhiều lắm á. Bên đó là trồng nông nghiệp á. Dạ. Bên đó là kêu là rau muống là đắt nhất hả anh? À, rau muống của mình đó hả? Dạ. 555. Cái này 294 của ai nè? Kiểu này là anh trai phải tới ăn mấy lần nữa rồi mới về về Mỹ chứ. Trăm lần nữa. À, ăn lần nữa chỗ đã luôn anh nè. Thử không chú? Ngon chú ơi. À. Dạ. Mỗi lần anh trai tới mua là anh trai cũng có quay á. Rồi, chúc anh em ngon miệng nha. Rồi, cảm ơn. Dạ dạ. Cảm ơn trai nha. Rồi, cảm ơn em nha. Hồi bụ dạ. Cái chú. Để lại đi. Dạ. Sầu riêng kìa. Trời ơi, Sài Gòn tạnh mưa bà con đem sầu riêng. Tiền em 290. Quá trời là sầu riêng luôn, Thanh về rất là nhiều sầu riêng cô chú. Đó ô mà lựa chọn. Cô chú kìa đứng chờ nè. Dạ địa chỉ nè cô chú, 415 Cách Mạng Tháng 8, phường 13 quận 10. Số điện thoại. Số điện thoại đặt hàng của Thanh đó. Cô chú nếu mà muốn bán lại đó, mua đi bán lại ship về các tỉnh đó thì cứ liên hệ với Thanh đó. Thanh có ship đi á. Sĩ. Có sĩ bán sĩ. Có giá sĩ thì cứ gọi điện với Thanh để biết thôi giá như thế nào. Cụ thể hơn.
Sầu riêng nhìn tại sao trái sầu riêng là nó có gai ta? Em không hiểu đó, sao tự nhiên trái sầu riêng lại có gai kiểu này. Mini 170.000 anh chị ơi, anh ơi vui nha. 170 hả? Dạ. Bảy này hơi bị nhiều muối á. Sao anh? Mềm mềm lắm, mềm lắm, ở biết không? Đơn giản, ngọt ngọt. Hả? Có cái quả chưa anh? Da mèo. Mình quay cận cảnh da mèo là như thế nào? Bữa nào có sầu riêng da mèo không? Nè da mèo thấy không? Nhăn thấy không? Nhưng da mèo ăn cực kỳ ngọt luôn, ngọt cắt luôn á. Có sầu riêng da người. Da em nè. Da mèo các bạn. Anh à. Anh Hà, thanh giày mà có người hỏi mua, anh nó im re, không dám nói gì hết luôn. Vậy ạ? Có. Bao nhiêu hai vợ chồng Trúc bán đi lấy tiền nuôi con. Ờ, anh nào mua thanh thì ra giá nha. Anh chị? Thanh. Anh hả chị? Anh. 1.000 hả? 1.000. Anh chị ăn 300.000 được không chị? 300. Mua nha. Chị vô đây thử giùm em đi. Cái lô này là cái lô hôm bữa còn hả Thanh? Không, lô mới anh. Hay lô mới hả? Cơm ngon á, cơm ngon á. Mấy lô sầu riêng tùy vườn ha, chọn cái vườn á. Ủa ở dưới mình thử sầu riêng là mình thử một trái hay là mình cây nào mình cũng thử không ta? Thử một trái thôi, coi cho khu nguyên vườn mà chứ cây nào thử trái cho đó chắc kiểu vườn quýnh á, khỏi ra vườn luôn. Không, nhưng mà ấy là một vườn là một vườn đó là thử một cây thôi phải không? Đúng rồi. À, chỉ được quyền thử một cây thôi hả? Thử một hoặc hai.
là 2 cây thôi. Chứ muốn thử nhiều cũng được luôn, nhưng mà thử rồi phải cân. À, đây là cũng khó hả, đúng không? Nhiều lúc một vườn là cả 100 cây sầu riêng, 200-300 cây sầu riêng. Coi cây xấu, xấu nhất thì thử. Nhưng mà phải kinh nghiệm chứ. Người ta sẽ lựa trái mà xấu, ít muối nhưng mà độ cơm đúng không? Ừ. Người ta thử cái đó. Là còn quan trọng là về vườn người ta làm là phải làm một cổ một. Một cổ là một luống bông một á, nó sẽ không bị lầm. À. Làm nhiều luống bông quá thì nó sẽ bị lầm trái nâu trái già. Đó thì nên là nhiều lúc. Nhiều lúc mình đứt mua đứt cổ rồi đó, nghe nó đứt cổ. Ờ, cái tiếng lóng của dân địa phương người ta gọi là đứt cổ, là nó là hết cái luống đó, người ta luống sao. Nhưng mà nhiều lúc chọn từng vườn nó vậy đó, chứ không đó. Hả? Cái đâu có biết được. Nếu mà kinh nghiệm hung quá thì chọn vườn ngon. Càng kinh nghiệm càng chết. Còn kinh nghiệm rồi chết à? Ít kinh nghiệm thôi, vô luôn ngơi vậy đó. Sang ôm hết luôn. Ôm luôn á. Cái này là ri. Đúng rồi. Ri luôn thái ở trong cái gì? Ri lại. Nhưng mà thái thì đi được xa để được lâu. Để lâu nó mới còn cái này sợ được vừa đi về. Sao để lâu xe nó 4 ngày 3 ngày. À, chỉ cách là mua để đi vài ngày á cô chú. Vài ngày sau ăn á. Có trời mưa mát đẹp dễ chịu nè. Hả? Trời mưa dễ chịu thiệt đúng không? Ba ký tám. Rồi, Cuộc Sống Sài Gòn TV xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em. Nhớ like, subscribe và chia sẻ giúp em nha cô chú. Bye bye. Bảy trăm tư nha các bạn. Đi xa quá, đi chậm quá. Sao lại gặp hai anh khó quá. Tiền để đâu cho hết vậy? Chị tiền để đâu cho hết, chạy full thời gian đó thì nó nói em nói là tiền để đâu cho hết nè. Ôi. Gặp Dũng tóc dài tàu riêng cặp bến 379 này đúng không anh? Vui nha. Mới mốt không có kêu bằng Dũng tóc dài ở đâu. Gì biết không? Sao? Dũng xe lôi. Chưa có xe lôi. Mua rồi. Mua rồi hả? Mai mốt Dũng xe lôi sẽ phân phối thử miếng anh trai. Sầu riêng. Cái này mà Dũng đánh bánh lẻ ra là hết hết mấy mối lẻ lẻ của ba. Nó giật mối chơi cạnh tranh không lành mạnh nha. Phá giá luôn mà chết. Phá giá luôn chết luôn á. Mua lẻ của mấy anh xong rồi bán rẻ hơn mấy anh là được rồi. $380,000 Tại thấy trái nó hơi vỏ hơi dày xíu thường cái muối chân. Nay có cò cả đó, cò cả tôi rồi. Cò cả đâu? Ông chỗ. À, đứa ông chỗ cua vậy? Biếu sầu riêng, cua sầu riêng hả? Đây là sầu riêng chín nha cô chú, sầu riêng chín quá trời luôn. Bé Tiền thấy sầu riêng tới mừng quá. Có
Có gì hả? Dạ sao không kiếm này là nó là về đó. Bao nhiêu chiếc hả? Quá trời quá đất trời, bỏ cho đó rồi kéo vô hả? Dũng. Dũng xe lôi. Mai là khai trương xe lôi luôn á. Mai khai trương xe lôi luôn hả? Nay ngày mấy mà mai khai trương? Em không có ngày giờ. À mai khai trương ở đâu? Tính ở đâu? Chưa biết nữa, đang chạy vòng vòng cái nào đông mà bán. Tính ở đâu biết anh em ghé tới ủng hộ chứ. Chưa anh, từ anh. Ê Dũng, mai chỉ cho đem đánh đi chạy lôi ngay chỗ đây nè, để ngay chỗ đây nè. Đây bán, đây bán 120 mình bán 90 thôi. Đúng rồi. Cứ vợ chồng bán 120 là mình bán 90. Không, vợ chồng mà bán 90 rồi mình bán 70. Bỏ 3 giá thôi nhỏ. 5 giá được.